第388天 Ngày 388 Hãy nghe và nhắc lại cách nói Em thích ngồi chỗ sát cửa sổ 我喜欢坐靠窗户的位置 我喜欢坐靠 窗 户 的 位 子 我喜欢坐靠窗户的位子 我喜欢坐靠窗户的位子 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bỏ thời gian nhìn một cái. Châu khung khai yển. Ngắn một chút càng đẹp hơn. Tói ý đẻ ở cần khó khăn. Sẽ có vẻ chân ngắn. Huy xiển thuế toán. Trên mắc viết là bao nhiêu tiền? Biểu trên sàng xỉa đờ sử đu sào chén. Thả lỏng một chút không khí. Chinh sung ý xa ở chỉ phân. Trời ạ, thật hay giả vậy? Thiên à, chân là giả đợ. Sau này sẽ có dịp. Hậu hủy yếu chi. Bán thế nào? Giờ mất mải. Không sao, không ảnh hưởng gì. Mấy quan chỉ. Chắc chắn sẽ, khẳng định sẽ. Khẳng định hủy. Hài lòng 100%. 100%的满意 Tiền lẻ Lính chiến 460.000 46.000 Sẽ còn đến mà Khái khuẩy lái đợ Sư bụng, để bụng Liếu trở tủ dự. Việc của 7-8 năm trước. 7-8年前的事. Đi ngược lại, quay ngược lại. Hoàng khuấy dẫu. Chỉ có cuối tuần và các ngày nghỉ lễ. Chỉ có châu mùa hờ chế giả rử. Ngày làm việc. Công giờ rử. Quyết định đi. Quyết định bà. Chỗ sát cửa sổ. Khảo trang hủ đờ vị trí.